Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 1.000 cái token VADS tương đương với 20 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi, nhập mã captcha. Sau đó thì sẽ làm các nhiệm vụ join vào Telegram. Rồi, quay trở lại này, rồi tiếp vào channel này. Ok, tiếp theo mọi người like và retweet bài đăng. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn like và retweet lại bài đăng này. Chọn tweet lại. Sau đó quay trở lại này. Rồi tiếp vào Discord. Rồi, ok, quay trở về. Rồi vào kênh Airdrop Detect. Ở đây mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó nhé. Rồi thì hiện nay trên kênh Airdrop Detect này nó chưa có bài đăng nhé, mọi người chỉ cần follow kênh là được rồi. Quay trở lại này. Rồi tiếp vào kênh Telegram. Rồi quay trở lại. Sau đó bấm chọn Submit. Gửi địa chỉ email. Tiếp theo gửi profiling Twitter. Mọi người chỉnh sửa lại cái username này nhé. Rồi, sau đó thì sẽ gửi username của Discord. Rồi, chọn Yes. Yes. Gửi địa chỉ ví BEP20. Rồi, sau đó thì sẽ join vào kênh support của nó. Ok, bấm chọn Complete. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.